Ok các bạn, thì đây là cái máy bán vé số cào tự động. Mình quay cho các bạn coi cho biết thôi. Đó, bây giờ Nam Quảng sẽ chọn tất cả mua 3 đồng nha, tại vì bà con kêu mình mua ít tiền nhưng mà được chơi nhiều. Đúng như hết đi. Bữa nay Nam Quảng sẽ bỏ vô 10 đô. Nó bỏ mày không? Mày bỏ vô 5 đô luôn. Cái này á, một khi bỏ vô là không lấy tiền ra được. Nó bắt mày mua hết. Mất dạ lắm. Nam Quảng sẽ tự chọn. Một tờ, tiếp tục đi. Nó sẽ báo cho các bạn biết là mình còn bao nhiêu tiền. Còn lại 4 đô. Vậy mua thêm 2 tờ 2 đi. Quay cho nó hấp dẫn. Nè, tờ 2 đô nè. Mua 2 tờ, mày chọn thêm 3 cái tùy mày thôi. Này là đặc biệt là nó quản trọng hết. Còn một cái cuối cùng. Có các bạn nó để giá cả cho các bạn thấy là không? 2 đô, 3 đô, 5 đô, rồi 20 đô ở bên trên. Có này 30 đô nè. Nếu mà video này á, được 300.000 view á, chơi một tờ 30 đô luôn, chơi không? Ok, 300.000 view nha. Chứ không 30 đô á, làm YouTube á, nó không có trả 1 đồng nữa, nhưng nó trả có 2 đô cho video rồi. Mà đang bỏ ra 30 đô. Ok thôi, để đi. Video này phải được 300.000 view thì tụi này sẽ quay trở lại mua vé số cào 30 đồng. Dr. Kim sẽ mua 2 tờ. Ok các bạn, thì đây có 2 đồng tiền may mắn ở đây. Không biết Nam Quảng sẽ chọn cái đồng tiền nào để cạo vé số. Đây, chọn đi, mày chọn rồi hả? Rồi. Ok, thì bây giờ thể lệ cuộc chơi. Cái này, tất cả trên đây là sổ. Các bạn thấy không? Ticket. Nếu mà bạn kiếm được, trong đây là sẽ những cái hình mình sẽ cạo ra. Nếu mà mình có cái hình nào hợp thuộc gì nó. Ví dụ mình cạo ra được cái hình cái chuông. Đây, hình cái chuông. Mình cạo ra được hình chậu bông ở đây. Cạo được cầu thang, cạo được vuông miệng, mà mình sắp lại cho hàng ngay dài vậy nè, là mình thắng một cái ticket. Hoặc là mình sắp hàng ngang, thì tùy theo cái giải nó để đâu thì mình được giải đó thôi. Thì đây, chúc may mắn. Cái gì vậy? Nó sai rồi. Mày cạo ở dưới đây. Cái này là để dò. Rất là khó để quay cho góc độ đẹp, cho nên các bạn thông cảm nha. Cái này vui chơi cho vui thôi. Có khi không thấy rõ thì được. Mình xin lỗi. Có không? Đó, cây đàn violin. Các bạn thấy không? Ví dụ các bạn cạo ở đây được cây đàn violin. Thì đây cây đàn violin, mình nhập chơi đúng hàng thì mình thắng thôi. Cứ cạo đi. Cái đó là gì mày phải đọc lên. Cái bình nước. Bình nước. Nước có không? Có. Đó. Thì trước mắt mình đã thấy cái hàng ngang là thắng giải 50 đô nào không các bạn? Chỉ cần kiếm thêm bông hoa hồng với lại cây dù là mình sẽ trúng được 50 đô la. Liệu anh có may mắn không? Là ra à. Cái này con cò. Ồ, cái cây. Con chim két. Con. Không có. Được. Có con chim khác mà không có đâu. Đều có. Đang miệt mài. Cái gì đây? Cái chậu bông nhỏ đó. Các bạn thấy không? Chỉ cần kiếm nó như mình gạo vậy đó. Tờ giá này chỉ có 3 đô la thôi. Đụng mấy con. Tiếp tục. Cái gì đây? Mày phải nói lên tại vì cái màn hình khó coi lắm. Để không biết. La Serena. Ồ, là cái nàng tiếng cá nè, có nè. Ồ. Đó. Đúng. Ồ. 30.000 đô la. Hai cái nữa thôi các bạn. Oh shit. Đô, 50 đô. Ôi. Sắp rồi. Cái này bị thua không? No. Không trước. Hàng ngang. Nè, 1, 2, 3, không còn cái nữa. Ai cạo nó không bị accident. Rồi vậy. Ồ, accident hả? Ồ, cái này là nó cạo xạo thôi chứ thực ra chưa có các bạn. Bữa mới nãy nó quên nó cạo á. Hiện tại là chỉ có được hai cái thôi. Phải kiếm cái bàn tay và cái cây dù. Đặt tay rồi, đều có. Nó có nè. Oh shit. Đó. Bị đuôi rồi. Mắt mày đã mù rồi con. Nó đã không thấy đường mà chọn những cái game khó không à. Đây. Cái cây. Tao nhìn qua ống kính tao còn thấy. Mắt mày đã mù rồi. Elemental. Cái thằng cưỡi quả địa cầu. Không có. Dạ. Yeah. Đều còn. Đôi giày đen. Không có luôn rồi. Di gì cũng không có luôn. Thằng chèo thuyền. Không có luôn rồi. Coi như tờ này dục rồi các bạn ơi.
Bầu nè, thêm một cái hình nữa coi. Cái vô, ồ, mày không có bàn tay. Mày coi kỹ là có bàn tay không? Có. Có không? Không có. Không có rồi, nhưng không thắng 50 rồi các bạn. Mà này bữa nay nó cạo chập. Nó cạo sai. Rồi, dục một bên. Tiếp tục tờ cuối cùng của cái game này. Cái vlog này nó tuy nó dài nhưng mà bạn không cảm ha. Mà cảm ơn các bạn đã coi, theo dõi đến giờ này. Đó, đôi giày Yeezy Boost 1000. Cảm ơn Kanye. Ồ. Cái này là cái gì đây? Ồ, con gà. Con gà. Con gà trống. Đó, hai cái cây dấu X, hai cây cung tên bên phải. Má có muốn cạo tiếp không? Cờ bác nghèo. Mà má chuẩn bị cạo cờ mà. Má mua con tờ má còn nói gì nữa. Để dành cho Nguyên cạo dùng. Mua chứ ở đây cái nó làm business thôi. Bò kẹp. Không có luôn. Ồ, tờ này coi như lõ vậy mà. Con chuông. Đó. Tiếp tục. Giờ bây giờ anh đã thành thạo rồi. Bàn tay, đó. Bàn tay năm ngon. Có, đều có. Bàn tay là dùng để gì? Để quay tay. Con ếch. Có luôn. Mặt trăng, kìa. Ú, gán lên lấy 5 đồng coi. Nãy giờ thua 3 đồng rồi. Hiện tại là thua 3 đồng nha các bạn. Cái này là cái gì? Cây. Cái cây không có rồi. Nhìn trước mắt rồi không thấy. 5 đồng. Ồ, 5 đồng. Nó 50. Ồ, 5 đồng. Đây, lý do nào biết chúng ta 5 đồng? 1, 2, 3, 4. Vô hết luôn. 5 đô nha các bạn. Coi như mình đã gỡ lại được rồi. Tổng cộng mua 2 tờ này là 6 đô. Kiếm thêm đồng nữa coi. Cái này á. 3.300 hả? Dán lên. Ồ, kiếm thêm cái thằng quả đi cậu hả? Đồ mà. 5 đồng thôi được. 5 đồng thôi. Ok, tờ này thắng 5 đồng. Để qua đây. Tờ này thua. Ok, tờ này để Nguyên giải thích chưa? Đây là cái số trúng của mình. Còn đây là số sổ của mình. Thì nó sẽ ra số máy cạo đi. Cạo cái số đó thôi. Này là số sổ của hãng cho. Của hãng giá số cạo. Ok. Thì mình sẽ cạo ra. Thí dụ ở dưới đây mà nó ra 25, 7 hoặc 24 là mình sẽ thắng cái giải đó. Và sau đó đặc biệt thêm cái nữa, nó cho thêm hai cái đường thắng. Là gì? Miễn sao thí dụ ở đây mình cạo vô 100 đô, 100 đô, 100 đô, ba cái số 100 đô mình sẽ thắng cái giải 100 đô. 1000, 1000, 1000, mình sẽ thắng 1000. Hai cách để thắng. Một là hợp với cái số sổ, một là hợp với cái số sổ, hai là ba cái giải hợp lại thì thắng cái giải đó. Vô. Đừng có cạo prize trước nha. Đừng có cạo giải trước, cạo số trước. 26, ồ. Rồi 52. Phải thúi quá. Mới thắng 5 đồng. Ừ. 12, à. 15, không vào. Con mấy gì ra? Con mấy? Ồ, 11 luôn. 13. Thua rồi. Rồi. 14 luôn. Ok, đó là một cách chơi. Bây giờ thua hết rồi các bạn. Giờ cách thứ hai là các bạn thấy tất cả cái những chữ prize không? Là cái giải. Bây giờ phải kiếm ví dụ ba cái 100 đô là thắng 100 đô, ba cái 2 đồng thắng được 2 đồng. Rồi vô. 3 đồng. Giờ kiếm hai cái nữa là mình thắng được 3 đồng. 10 đồng. Miễn sao ba cái giống nhau là thắng. 5 đồng. 1000. 1000 đô la. 5 đô. Ồ, kiếm cái nữa đi. Mua. Lấy 5 đồng cũng được rồi. Ừ. Một, rồi thắng không các bạn? Đó, 1 5 5 5 thắng 5 đô. Ồ, 10 đồng luôn. Có không? Phải kiếm thêm cái nữa. 100. 100 đô lên. 2 đồng. 1000 ấy còn đô. Ok rồi. Tờ này thắng 5 đô. Thì hiện tại 10 đồng. Mua 11 đồng. Ok, ghi 5 đồng hả? Ghi 5 đồng, ghi 5 đồng. Ok, rồi. 10 đồng. 10 đồng. Ồ, cái này chứ, cái này thắng chứ, cái này thua các bạn. Này là 5 đô, này 5 đô là 10 đô. Hiện tại ăn phở luôn. Ừ. 6 8 hiện tại thắng được 10 rồi. Coi như thắng được 2 đô.
Rồi, tờ cuối cùng. Mới nãy mình bỏ ra có 10 đô rồi, không? Yeah. Bỏ mới nãy tụi mình bỏ ra 10 đô la, các bạn cũng đã thấy video mới nãy mua rồi. Thì hiện tại là quầy vốn. Gán tờ này rồi. Xin lỗi các bạn nếu như hình ảnh mờ nha. Cái này cái lực chơi cũng giống hệt cái mới nãy thôi. Ok, để ta đọc lực chơi cái. Ok, tức là cái này cũng số nó cho và mình đi kiếm cái số của nó cho. Rồi sau đó nếu mà mình kiếm được cái số 20 ở đây này. À ha, hoặc là mình cạo ra được 20 đô là thắng 20 đô. Ok, cạo đi. Thắng tốn 10 đô, thắng 10 đô lại rồi. Gỡ vốn rồi. Còn tờ cuối cùng. Chúng nó ăn nhiêu? Tờ đó tờ của mẹ của mình. Ghê vậy? Chúng gió. Ủa hắn hả? À? Má đang làm sứ đỏ. Ê, 15 hay 16 vậy? 15. Và tờ này của má Nguyên đã thắng. Nguyên chưa thể mua đồ gì được. Đâu thắng số nào? 12, 13. Ồ, 13, 12 này các bạn, 12, 15, 13, thắng được 15 đồng. Tờ này mua có 5 đô thôi, thắng được 10 đồng. Ok luôn, xung vào công quỹ. Thua hết rồi. Rồi, thua hết luôn. Ừ, thua rồi. Rồi cạo cái 20 coi. Tờ này thua rồi các bạn, coi như quầy vốn. Thôi rồi, 20. Một đủ tuổi uống bia đi về luôn. Anh nói cảm nghĩ coi. Nói tiếng Việt luôn. Rất là buồn. Không có buồn hả? 30 ngàn. Có tiền đi về không? Không có. Yeah. Ngủ. Rồi ngủ đây nè. Rồi xong. Có kiếm như vô sinh luôn. Vô sinh luôn. Giờ đây chúng ta đã thắng rồi. Nó chơi chứ cái này là quầy vốn. Lần đầu tiên mà nó cạo mà nó quầy vốn như là quá vui rồi. Lần đầu tiên cạo trên channel. Còn đây là 15 đô. Má Nguyên thắng được 10 đô. Tiếp tục cuộc hành trình vlog. Gặp lại các bạn vào bữa ăn. This is that mystic Mac life. No apologies. King of everything.